Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review bộ gối chặn cotton cân cang gút màu hồng giá bao nhiêu tiền. Mua ở đâu, có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Trong giai đoạn sơ sinh, bé thường ngủ từ 16 đến 20 giờ mỗi ngày. Một tư thế nằm thẳng ngay ngắn sẽ giúp cho bé tránh được những dị tật xương sống về sau. Chọn một chiếc gối chặn sẽ giúp mẹ thực hiện mong muốn này. Mẹ tham khảo ngay bộ gối chặn cotton cân cang gút màu hồng nhé, chất liệu cao cấp 100% cotton. Lõi gối chặn làm từ 100% polyester, mềm mại an toàn cho sức khỏe của bé, bông mềm. Độ đàn hồi cao, không bị xẹp lún khi sử dụng lâu ngày, thiết kế thông minh, bộ chặn giúp định vị tư thế ngủ của bé. Giữ cho bé luôn nằm thẳng, tránh các dị tật về cột sống. Đồng thời tránh cho bé bị giật mình khi ngủ. Gối mềm, chiều cao của gối không quá cao cũng không quá thấp, phù hợp với trẻ sơ sinh, bên cạnh đó với sản phẩm này. Mẹ hoàn toàn an tâm khi bé sơ sinh nằm một mình mà không bị ngã, sản phẩm được cắt may khéo léo đến từng chi tiết. Các đường nối đáy, đường cuốn biên không bị nổi đường gân gây khó chịu và ngứa da bé. Bé sẽ cảm thấy dễ chịu và thoải mái khi ngủ mà không cảm thấy bị cấn hay cọ sát gây ngứa. Gối nằm được thiết kế thông minh với phần lõm ở giữa có tác dụng tránh gây méo đầu ở trẻ nhỏ, đồng thời tăng khả năng tuần hoàn máu khi bé nằm lâu. Bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm. Sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng. Bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà. Nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm, đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ. Nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm. Lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng. Để có thể mua được sản phẩm chính hãng, tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.